mời các bạn tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu bóng chuyền nam giáo viên giữa giáo viên trường trung học phổ thông Vị Thanh và giáo viên trường dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang. Hiệp 1 thì đội Vị Thanh giành chiến thắng với tỷ số là 25-11. Đập bóng tốt điểm cho nội trú 2-1. Đập bóng tốt điểm cho Vị Thanh 2-2. Bóng trong sân điểm cho nội trú 3-2. Một cái ghế nha. Bóng trong sân điểm cho Vị Thanh 3-3. Bóng trong sân điểm cho Vị Thanh 4-3. Và bóng không qua lưới điểm cho nội trú 4-4. Điểm cho Vị Thanh 5-4. Bỏ bóng tốt điểm cho Vị Thanh 6-4. Tiếp tục điểm cho Vị Thanh 8-4. Bỏ bóng tốt điểm cho dân tộc nội trú 5-8. Tiếp tục điểm cho Vị Thanh 9-5.
điểm cho Vị Thanh. Mấy em nén bên mấy em. Mấy em qua bên kia đi. Qua bên kia đứng đi. Qua bên kia kìa. 11 năm. Trường Kiên đã thua rồi, thua 3 set luôn, tức là cũng chưa thua set 3 á. Thua set 3 đúng không? Thua set 3. Thua set 2 rồi, thua set 3, thắng set 1. Thầy biết nữa, thầy không biết nữa, thầy không biết. Mà cũng set 3 thua đó. Đúng rồi. Trường Kiên không có cầu đập. Bỏ bóng tốt, điểm cho Vị Thanh 12-6. Quýnh nào, quýnh đó, đang quýnh đó. Bên kia là trung tâm của thầy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, trường thầy đó. Mấy em con kêu, mấy em con Vũ đi. Sáng giận kiện giận nè. Trường Kiên đã thua rồi. Điểm cho Vị Thanh 14-6. Bóng không vào lưới, điểm cho Vị Thanh 15-6. Bóng trong sân, điểm cho Vị Thanh 16-6. Đập bóng tốt, điểm cho nội chú 7-16. Bóng không qua lưới, điểm cho Vị Thanh 17-7. Tiếp tục, điểm cho Vị Thanh 18-7. Bỏ bóng tốt, điểm cho nội chú 8-18. Bóng trong sân, điểm cho nội chú 9-18. Điểm cho nội chú 10-18. Bóng không qua lưới, điểm cho nội chú 11-18. Ê, ông che nhậu ba.
Bóng không qua lưới, điểm cho Dị Thanh 19-11. Nè nè mấy em ném bên coi, thầy cho phim coi. Rồi. Bóng không qua lưới. Điểm cho nội chú 12-19. Bỏ bóng tốt, điểm cho Duy Thanh 20-12. Điểm cho nội chú 13-20. Bóng trong sân, điểm cho nội chú 14-20. Bóng ngoài sân, điểm cho Dị Thanh 21. 14. Điểm cho Dị Thanh 22-14. Bóng không qua lưới, điểm cho Dị Thanh 23-14. Tiếp tục bóng không qua lưới, điểm cho Dị Thanh 24-14. Kết thúc, Dị Thanh giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Chúc mừng, xin chúc mừng.